Nhã Phương, mời Nhã Phương đây nào. Bạn Nhã Phương nói điều gì đây? Cảm ơn thầy lần trước có xem thi đậu bằng lái xe và đầu tháng 10 có công việc mới. Giờ thì em đậu bằng lái xe sắp chuẩn bị vào làm công ty. Rồi, mời bạn lên nào, xem tháng trước mình nói chuẩn như thế nào. Alo, chào bạn. Dạ, con chào thầy. Rồi, lần trước mình có xem cho bạn rồi đúng không? Dạ, lần trước thầy có xem cho con á thầy, nhưng mà cảm ơn thầy rất nhiều nha. Làm sao? Xem là sao, nói rõ để cho mọi người biết nào. Tại vì lần trước thầy xem cho con á, thì con có hỏi là con chuẩn bị sắp thi bằng lái có đậu hay không á. Thì con nói là con sẽ thi đậu, với lại đầu tháng 10 thì con sẽ có công việc mới á. Chờ xíu, chờ xíu, chờ xíu. Mình chẳng nghe được cái gì đã. Ngồi yên một chỗ đi rồi nói lại. Dạ, lúc trước lần trước thì con thầy có xem cho con là con hỏi thầy là con sắp sửa thi bằng lái thì con thi có đậu hay không, thì thầy bảo là con thi sẽ đậu bằng lái, đi đây đầu tháng 10 thì con sẽ có công việc mới. Mà bây giờ thì con đã thành hiện thực rồi đó, con đã thi đậu bằng lái xe và tới 14 thì con vào công ty con làm. À, cảm ơn thầy rất nhiều nha. Vậy chúc mừng bạn nhé. May 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 thay cái lời dự đoán của mình là chuẩn xác. Dạ, cảm ơn thầy rất nhiều. Hôm nay muốn hỏi gì nữa không? Dạ, con muốn hỏi về thầy xem giúp con, bên gia đình con đang có chuyện á thầy, bây giờ đang làm giấy tờ có suôn sẻ hay không á thầy, tại vì ông anh có ổng. Bốc bài đây thì có một người rồi tất cả mọi thứ sẽ thuận thôi, nhưng mà hình như có một người quậy hay sao đấy. Dạ đúng rồi thầy, tại vì ông anh con ổng quậy nên giờ ổng đang bị vướng trong vòng pháp luật á, nên là giờ đang làm giấy tờ á thầy, hỏi với có suôn sẻ hay không á thầy. Có tiền là được thôi, khỏe bài đúng chưa, mình bốc là đúng người con trai chưa. Dạ đúng rồi, anh trai sinh năm năm 90 á thầy. Người này đang rất là quậy, người này đang vướng phải. Rồi ok, có tiền, có mối quan hệ, chi tiền ra là sẽ làm được thôi nhé, giải quyết được. Gì đó hả thầy? Dạ tại vì giờ đang đang làm mà, nên ông thầy bên luật sư ông chưa trả lời, cũng đang lo nên là hỏi thầy có qua được kiếp nạn này không. Đọc ngày tháng năm sinh âm lịch của cậu ta nào, nhớ không? Hình như con chỉ nhớ là ổng sinh năm 90 thôi chứ đi lâu quá cũng để thôi thầy, để con đợi con xíu, con lấy cái sổ khẩu con coi thử Thôi thôi, cần đi, coi có sổ. thôi, để mình bốc bài. Dạ, con chỉ nhớ ổng sinh năm 90 thôi à. Nói chung là bốc bài đây thì mình thấy là toàn chất đen. Nếu Dạ. nếu mà không nhanh, nếu mà không rút tiền nhanh, không xoay chạy nhanh thì rất dễ ông này phải ngồi tù nhé. Ở đây có cái lệnh là hình có lệnh của tòa án, có lệnh của công an xuống đây này. Dạ đúng rồi thầy, giờ tại vì bây giờ đang lo á nên là chuẩn bị ra tàu á thầy. Ở đây là quẻ bài báo là rất dễ ông này phải vào tù nếu mà không biết chạy ngay đi, ngay nhanh nhanh lúc này đi nhé. Dạ. Một vài ngày nữa là muộn đấy, là không thể chạy nữa đâu, là ông này chắc chắn là phải ngồi tù đấy. Cho chết, cái tội cái tính thích chơi bời, thích phá tán thì cho chịu chịu thôi, dám chơi dám chịu thôi. Dạ, tại vì giờ cũng đang làm á thầy, mà bên kia người ta chưa có trả lời nên giờ bữa giờ cũng hơi lâu á. Thôi chấp nhận nhá, đành chấp nhận thôi. Dạ. Rồi thế nhớ, chào bạn. Thầy con tính thầy thầy xem giúp con ơi, nhỏ em con nó sinh năm 95 á thầy, qua năm á nó có đi Hàn Quốc được không, tại vì con cũng đang chuẩn bị rước nó sang á, sang năm rước nó sang á. Đi nước ngoài à? Dạ, cũng chuẩn bị rước nó qua đây á mà không biết có được hay không á. Được, khỏe bài báo thuận lợi để đi được nhé. Dạ. Tính là được đấy, về cái này thì nó cũng ngoan ngoãn, dễ dễ bảo đi được nhé. Dạ. Rồi, chào bạn, thắc mắc gì nhắn tin sẽ trả lời lại cho nhé. Dạ con cảm ơn thầy rất nhiều thầy. Cứ thắc mắc gì con nhắn tin cho thầy. Mình sẽ mời bạn khác nào.